hậu Thủy Tiên, gia đình tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về chuyện lấy chồng mỗi dịp Tết đến. Trong những ngày đầu xuân, Hoa hậu Thủy Tiên đã trải lòng với chúng tôi về những điều tuyệt vời đã qua trong năm cũ và tiết lộ định hướng cho một năm 2024 rực rỡ. Đã hơn 2 năm kể từ ngày đội chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Thủy Tiên ngày càng chứng minh sức hút giữa showbiz Việt. Song song với hình ảnh một nàng hậu chỉn chu, xinh đẹp trên thảm đỏ, Thủy Tiên chẳng ngại ăn diện bình dân để thực hiện các chương trình nhân văn, lan tỏa năng lượng tích cực. Nhiều người cho rằng sự cố gắng và nỗ lực của Thủy Tiên đã giúp một bộ phận công chúng có cái nhìn tốt đẹp hơn về giới hoa hậu, á hậu. Trong buổi trò chuyện đầu năm với chúng tôi, Thủy Tiên đã chia sẻ về những cột mốc đáng tự hào trong năm 2023. Đồng thời, Hoa hậu Hòa bình quốc tế cũng lên tiếng trước tin đồn thu nhập khủng sau khi đăng quang. Thủy Tiên cho biết sau một năm bộn bề với công việc thì Tết là lúc cô dành thời gian nghỉ ngơi và sum họp gia đình. Tài chính tôi có ổn hơn thật nhưng không giống với những lời đồn trên mạng. Vào dịp cuối năm, người ta hay làm tổng kết về những chuyện đã trải qua. Vậy với Thủy Tiên năm 2023 bạn tự hào nhất chuyện gì? Trong năm 2023, tôi đã làm khá nhiều thứ với lần đầu tiên và đều được mọi người ủng hộ, như đu đêm, nong, dân. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất. Mỗi dự án mang đến giá trị theo những cách khác nhau, như đu đêm và nong dân thì sử dụng chất xám, sự sáng tạo để mang đến góc nhìn về các khía cạnh trong cuộc sống. Còn những điều nhỏ xíu là dùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kêu gọi những bạn trẻ theo dõi mình cùng làm việc thiện. Còn vui lên nha là dùng tài chính để mang đến các sân chơi cho các em nhỏ ở bệnh viện. Trong năm vừa qua, tôi và ekip đã suy nghĩ và sáng tạo ra những dự án lâu dài và tôi đều tâm đắc tất cả. Thủy Tiên nghĩ mình có thể sẽ bị đặt yêu cầu cao hơn và bị chú ý nhiều hơn những diễn viên khác khi đi casting phim không? Ở lĩnh vực phim ảnh, tôi nghĩ mình cũng chỉ như những người khác thôi. Quan trọng là những đạo diễn, nhà sản xuất sẽ mong muốn tìm được người hợp vai. Việc tôi là người nổi tiếng không quan trọng bằng việc có phù hợp với vai diễn hay không. Thủy Tiên đón Tết 2024 như thế nào? Bạn có hay gặp những câu hỏi huyền thoại về chuyện chồng con, lương thưởng không? Như mọi năm, tôi vẫn sẽ đón năm mới cùng gia đình thôi, đa phần là ở nhà nghỉ ngơi. Cái Tết ở thành phố Hồ Chí Minh của tôi đơn giản lắm, bạn bè cũng không gặp được nhiều vì mọi người đa phần sẽ về quê. Mùng 1 tôi sẽ sang chúc Tết gia đình, nếu mùng 2, mùng 3 rảnh thì lại tiếp tục sang cùng gia đình. Chưa một ai và cũng không bao giờ gia đình tôi hỏi những câu hỏi về chuyện lấy chồng cả.